Nhưng mà ở đấy phải đi tìm cái nhựa. Dạ. Nó nhìn đi đậu có tiếng lại. Đi chặt cái xương rồng nó mình đi. Ờ đi bảo. Ờ đi bá đi. Chị Ngọc chặt cái xương rồng ở đấy em lại kể cho em chặt. Ừ. Ê chị Tiến đi lên núi làm gì, ở trên đấy có một cái hàn. Đấy, đi xương có thấy ba hàn đậu có. Em có thấy một cái hàn, em có thấy một cái hàn này. Ta đi tìm cấy thôi. Em thấy hàn. Ô, nó bên này đi. Hàn. Ừ, tao đang đi tìm hàn. Tao đang đi tìm hàn. Ô, bên đây này. Năm bên này có cỏ nữa. Có cây hả? Đi vô, đi vô, đi vô. Không có hàn. À. Ừ. Ê, chỗ này làm nhà được nha. Được nha, được nha, được nha. Có cây không? Không. Mà cá thôi vô khỏi đi hiểu tìm mi đó. Cá hiểu thì nó đi cả đêm khóa chết nữa. Ê, chị Ngọc lúc này vừa thấy cái hàng. Ê, khoan. Tôi tu khoản cái hàng này vậy. Tôi tu 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 tu. Chị Ngọc đang nghe à đèn. Nhìn cái hàng đấy em biểu. Nhìn lên trên nó. Có cái cắt gì đây. Ờ, có cái cắt à. Ê, đang con, đang con. Đang con. Từ từ. Nhưng mà tôi tìm à, cứu tao. Ủa, sâu quá à. Sâu. Wow, sâu vậy. Thôi đi, thôi đi xem với cái hàn liền. Không, có tại bên đi. Có đất nữa đi. Đâu ta? Bên nữa. Chờ em. Tao lại ra đến nữa mẹ. Ừ. Ê, bên đây có một cái hàn kìa. Cây hoa lại đây. Có được mua tính được cấy không mà mẹ? Không. Ê, bên nữa có hàn kìa. Thấy đi. Hiểu đi. Ơi. Tùy lắm. Đến mặt cái hàng tùy. Ôi, chị Ngọc. Chị đang nhìn bản này vậy. Tôi nhìn em thấy chị. Em giữ cái tay. Má đi cái đầy người ta đi á. Đi hơn nữa. Đi hơn đi. Má. 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 À, chà. Thấy. Đi đang kẹo sao cũng được mà hiểu tao đi lên đi. Ô, đây cả động đại luôn. Chờ nghe. Ủa, đây hàng đấy. Ôi trời, thắng thắng thắng. Wow, thắng. Ê trời ơi. Để chi mày đau chó. Chị đi đau đi nha, em đi tìm quế nha. Ừ. Em giơ xuống gần chết. Tự nhiên em vô trong cái hàng này, tự nhiên thấy một cục khám thì mới đi được như cái khám này. Ê, chắc nào có khỏe ở đây đâu, kiệt thôi. Đừng mới lại cục khám tao quá. À, mày đang nghĩ không? Ê, đập chỗ này có việc sụp than không? Sụp sụp cả hàn không? Không, không sụp nhiều. Kiệt thôi, ở dừa. Sụp được thì sao? Thôi hiểu trả than tao không? Mày mới lại nắm cục của tao ơi, con cậu à. Từ từ, để em đào. Chị ơi, thôi, tự nhiên chắc không có than nhưng mà có không có gù đó. Nó thật rồi. Đúng rồi đấy. Chị mà quậy đi, cậu quậy không? Quậy có thật nữa. Em đưa cho chị 8 cục than luôn nè. Đấy, chị. Trông như nó có thảm nhưng mà. Con chị ra nhất mà em luôn chứ. Sao em đi chỗ khác em tin đấy. Nhưng mà hồi xa nha. Ê em đi sang bên kia nhá, bên kia cũng có một cái hàn. Nắng đi lợi ý tính mà hiểu. Tại nó là em phải đi xuống. Nhảy xuống cái chỗ đấy đây. Ồ, sư tử. Sư tử thật hả? Em định thì mới chặt. Ơ, cậu có cái quế này. Hay xây nhà chỗ này đi. Ừ. Được. Chị Ngọc, chị Tiến này, quay về đi.
có một cái bé thôi. Nhưng mà vẫn có phản cho bà như vậy. Thôi thì có một cái bé. Cái hàn kia đừng, chị không nên lại đâu. Thôi nói. Tại cái hàn đấy, cẩn thận sợ. Ê. À đúng rồi đấy. Tụi hai bạn em đang ở bên kia kìa. Chị Tuyến cũng có kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm đại nghiệm. Tàu đi, đi tí là nhiều rồi đấy tàu. Hai đi đi. Em đi. Hello mấy cây. Không phải. Ủa? Ủa? Đang còn thang cơ. Đang nó thấy ở trên ấy mệt. Anh hiểu đó. Anh hiểu anh đau chùi. Cái thật chạy. Đôi anh là bên đây mà. Em vẫn sập hàn đấy em. Wow. Nhiều thứ mà đẹo đất quá. Quên. Chị lấy nhanh em. Nhưng mà đồ mổ thì tim quẻ đi tính đó. Ê, tớ chô số à. Tớ tim quẻ rồi. Mẹ. Chị đi cẩn thận đi nha. Trời. Nó lại bị giơ giu. Ở đấy nhiều tháng rồi mà nó bị bẻ bị lệnh. Nhớ vậy nha. Ừ. Đấy, cả đặt một tháng đấy. Nó. Cái quái lâu. Nó khỏe. Em có mất quẻ thôi à. Kinh quẻ. Kinh khoan quá. Nhiều tháng quá, được mua chút đâu. Nhưng mà đẻ có quẻ làm gì? Đập đi. Má, tao đang tin rồi đấy, má chịu nghĩ tao chứ tao chịu chứ. Con thử nghĩ tao chịu thêm á. Con đi tưởng dễ kìa à? Nhiều vải luôn đấy nè. Con nói trôn trên Việt Nam, trên Việt Nam. Ai biết gì đâu. Nhiều rồi. Thôi làm nhà đấy đi. Thì được á. Ê, nhưng chị có cắt nha. Ê, nhưng em nó làm đây rồi. Nhưng mà tao đặt dùm không có. Mấy cái hắn. Thôi, đi vô trong đây đi. Ơ, chị đang ở à, đấy à. Ơ, xây hỏi đây đi. Đi giúp. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc đi. Ô, đi giúp em. Ra đèn đây nè. Chị Ngọc ra đèn. Đi nha. Em cũng ít máu. Để em sửa cho. Đâu có ít máu. Gần chết. Em nhảy xuống đấy đây. Má đồ mà ngủ quá nắng hồng. Xuống. Ở đấy nhiều tháng á. Xuống lại đi. Đập đánh luôn. Khi đập ở đấy. Ở... Chúa con cọ. Ở đấy cái lồ này vẫn cọ này. Rồi. Ê chờ mưa quay về được không? Hết trời mưa ấy. Ừ. Ở đấy như tháng đó, mà có quẻ lắm. Tự là cuộc đời tối đầy. Thôi giờ chị. Chị thấy cuộc đời tối đầy nhé. Buồn. Ôi chị. Nhanh em. Hút đi. Đi vô đi. Chị Ngọc. Chị Ngọc vô chưa? Chưa. Chị chắc bên em có một quẻ thôi à. Má, tao chuẩn bị giờ chết nưng. Ngồi nữa. Nhưng chị Ngọc về lâu rồi. Tao không cho mày mua gà. Đặt lâu. Chị Ngọc rời đi đâu đó. Má. Hết lâu rồi. Đi lên nữa. Không. Ủa? Chén nữa đi. À, nhanh lên. Đập hộ chị Ngọc luôn. Ma gần tối rồi. Nhà em cũ đã. Lên mau. Rồi. Đặt lóc. Lên. Đặt bơ lóc. Rồi. Lên. Em không đâu, thôi chị. Để em bỏ cho, Rồi đó. Đi. Vô. À, em bị rớt rồi. Ai ngu đâu mà làm. Cứu tao. Rồi đồ mô bịt ra đi.
À, không còn đỡ mũ con nữa cơ. Em khoan, chế tạo chính... chế tạo nhanh, chế tạo trước đi. Đấy, lấy đi. Chị Tiến tham đặt. Tham sẵn. Ừ. Mau đặt trái nha, để em đặt. Rồi. Vẫn có đúng nè. Mấy em vẫn cố gắng lại quế về đó. Tôi không tìm được tôi. Ê, bê, chắc không nên làm phòng đâu. Và động thán mà để có... Không, để cùng động thán. Mà để có quế. Để chạy ra đây chạy đi ạ. Đừng đặt thủy. Thì em chỉ đặt một cậy thôi. Em chỉ đặt cậy vừa nha thôi mà. Nhưng không khi này con gãy xương rong rồi chứ. Em may em vẫn có đó. Em cứ chứa cho thằng hiểu hoài á. Em vứt lúng túng mà. Ô la la, ô la la la, ô la. Ô la, ô la, ô la, ô la. Bông hoa. Chị Ngọc trồng bông hoa ở đấy đi. Để có gỗ. Để có ngủ thì ai bảo. Để có gỗ dày đó gì. Cậu chắc em có quên. Chẳng ra. Chẳng ra. Đó. Ê bê bê, sao lại không nung tháng? Nung nhiều nắng. Nung nhiều nắng, nung rồi mà. Luôn. Không à. Ở đâu, nguồn chết rồi đâu. Ô, xin lỗi. Vô trong nửa tàu lâm cho qua chị mang ngôi. Bằng gì? Bằng đá hả? Ừ. Nó. Thôi giờ máy nó đi. Đi như lại. Ê khoan. Chị Ngọc, tránh nha. Chị Ngọc, tránh nha. Tránh nha. Ê chị Ngọc, tránh nha, tránh nha, tránh nha. Chú chị đang đứng tránh nha. Chị Tía nè. Má nó cày. Mày đi đâu? Ai đập em gần chết rồi. Ê chị Ngọc ơi, chị xây chỗ khác được không? Chị chồng. Ê chị Ngọc ơi. Hả? Chị con lên kìa. Dạ. Quên. Ai bị không à? Giúp đập vậy này. Tự nhiên chị đập cái cửa người ta ra. Để cho thỏ em bố à. Hả? Quên. Máy bên bên vẫn có quế đâu. Ngay chị tìm được một chị mà ngu nữa em nói biết. Ba bọn mình đéo có hồn thôi. Nó vừa không có quẻ vừa đéo có hồn nữa. Nó thử khỏi đi mịt. Trong người em có giữ một cái đuộng. Không cần thiệt. Để em chéo những chứng năng cao nữa. Em chéo lên một cái được. Để ở một quẻ thôi. Bấy ơi, mình không có được nữa thì mình chơi thảm đi. Quê, đừng cho em. Thôi. Em còn chết rồi. Thôi tao ngồi yên đi. Quê, ai ngồi đâu mà làm. Nhìn này. Đẹp không? Đẹp. Nhìn ra ngoài cửa đi. Ê, em bảo này, nhớ giúp em đấy nhờ. Ờ. Tao không ngồi. À. Thôi cả đẹp là... cả đẹp đấy chứ tao. Ơ mày bị gì nè. Thôi em đọc trong đi. Thôi để hôi con đến trong để tưng trong. Trong chứ. Ê tí là nhớ giúp thôi, em. Thôi xấu lắm. Tí là nhớ giúp em bay ra đi nha. Con kẹp vào trong đây mãi mãi lên đấy. Ê không. Trơn thôi. Mày thích đông, mày thích đông quẩy vào đây, mày vào đây. Tao đang ngồi luôn á. Dư 20 cục than cho em vậy nha. Đéo. Anh trời. Thằng Hiểu nhìn cơ hội ở thì đã đau ấy. Mà đã ấy. Đúng rồi đó. Đúng rồi, tại đau được đỏ ấy. Con chị con thích cái vật mình này để làm nhà này chứ chị thật. Con em thì em thích cái ở trong lợi tháng đây đúng. Mai có quen vậy chứ. Mai em cũng phải xuống núi để lấy đó.
quả máy với mì. Mì có chục quẻ nữa. Không, tôi là cái gì nữa. Con cây khô đèo có. Nghe quả trứng sắt nữa rồi. Thôi mì á chưa. Ơ, nó đập ra. Quả nó lại đập ra. Quả trứng gần nữa. Nửa đó nẹn trong cây nửa hết nửa nha. Ủa kẹp ơi. Xong luôn. Kẹp nó luôn. Để ra đi. Quê đừng có lá dít đằng trên anh à. Chị đặt ở chỗ trên ăn đứng là được. Hiểu. Hả? Đập, đập thêm một bữa lọc nữa để cháu bỏ được. Tí nữa mình ra mì nhớ nè. Mì nhớ đập thêm được rồi ra nè. Cho nó sẵn, cháu ngồi chóng nữa. Cháu thử thì ngốc đập mình chỉ. Chị là mì. Ê, chị đừng đập. Đừng đập chỗ nữa. Nó chưa đi ra rồi. Đi ra đi, cứ đi ra đi. Đi ra ra đi. Rồi nha. Ơ, chết mẹ rồi, giúp tao được. Ngoài con này lại ngu người nữa. Em mới hồi được 2 tiếng mấy người chị lao. Chị đập. Ê, con Tuyển yếu mà. Ê, con Tuyển hết cả rồi tới Tuyển đây. Tuyển đây mới hết cả thôi. Con bị chìm á. Đi nó mới mất máu ấy, em nói thiệt. Đó. Đúng rồi đấy. Mới đó sao cái tên kiểu ủa gì vậy? Đây vô nè. Để em đóng cho. Sợ quá, chị Ngọc đập chị. Chị Ngọc có thẳng, chị còn mình đâu có thẳng đâu. Nhìn. Đúng rồi đấy, lên quanh ở trong đây thôi. Thân nó đập cho chết mẹ em rồi. Mở rộng căn cứ bí mật ra đi không? Con nó đập cho chết cha luôn á. Đóng ngủ cho mình đúng. Mẹ nó chết chặt trội con đâu anh ngủ trong đây. Quế. Hả? Ê. Chị? Chị Ngọc hình như là chị bị đập căn cứ. Chị Mi. Con đập bút hả? Nó phải. Con nữa đập căn. Để nào em làm cái lò nung nhờ. Nó nung được cái chó gì. Ừ, mình có còn thì nung mình. Ơ nhờ, quên mất chưa chế tạo bàn chế tạo. Quê, quê, quê. Chị Ngao. Hả? Ồ, đi ra. Đi ồ, ra. Ồ. Đi ra. Nó mới đi được vô đây hả? Má, nó phải hôi nọ sống đó. Một cái đó, một cái đó. Đó rồi, nọ sống đó. Một cái đó. Một cái đó. Một cái đó. Một cái đời. Chị Ngọc, chị tiến đi vô đi. Ơ, chị Ngọc về. Em nói đùa đâu. Đi ra. Mau. Em đổ ra gì em mới lại luôn. Mẹ. Em đổ chị lại luôn. Ê, nhanh lên. Chị Ngọc cũng ra ngoài kia sửa cái. Chị Ngọc cũng ra ngoài kia làm to lên hả? Nắng dại mi vừa mới cháu vô. À được. Ê chị cái này căn cứ này của chị Ngọc đi chứ bây giờ mình thoát ra mình lấy cái nến đi. Hết gì? Mày làm được gì ta?